cần giành một điểm thôi là mình đã chiến thắng rồi. Vâng, một điểm ạ. Vâng, một điểm dành cho bạn. Nào, chúng ta ném từ cầu thôi. Em chỉ cần được 2 điểm là em đã mang về cho mình số quà lớn nhất rồi. Vâng, rất tiếc. Và hello, bạn Minh Tú lớp 6. Bạn Bảo lớp 8A1 khóa cửa cầu thang. Tôi nhắc lại bạn Bảo lớp 8A1